Sopoka, đồng hành cùng hiểu rõ trong 5 phút. Ổ cắm đa năng, cần mọi ngóc ngách, combo hai đầu nối chỉ 65k, giảm thêm 10k, chỉ còn 55k, dành cho viewer của hiểu rõ trong 5 phút. Săn mã dưới comment ngay, số lượng giới hạn. Sopoka, thật đáng đồng tiền. Xin chào và chào mừng các bạn tới với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ tối thứ ba ngày 17 tháng 10. Trong video này, chúng ta sẽ cùng bàn luận về những diễn biến mới nhất trên chiến trường Nga-Ukraine, cũng như là tình hình chung trên mặt trận quốc tế trong hôm nay theo giờ địa phương. Đầu tiên, chúng ta có thông tin mới quan trọng nhất, không đến từ chiến trường Ukraine, nhưng nhiều khả năng nó sẽ ảnh hưởng lớn tới cuộc chiến này. Tổng thống Mỹ Joe Biden sắp tới sẽ tổ chức một chuyến thăm tới Israel. Truyền thông địa phương đã ghi nhận được một số video, hình ảnh cho thấy đoàn xe hộ tống ông Biden đang di chuyển. Ngày mai, ngày 18 tháng 10, ông Biden sẽ chính thức có mặt tại Israel. Một chuyến thăm cực kỳ đáng chú ý. Trong chiều hướng ngược lại, Tổng thống Nga ông Putin cũng đã quyết định tới hội đàm với chính quyền Trung Quốc. Ông hiện đã đặt chân tới Bắc Kinh và có cuộc gặp gỡ với ông Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Vấn đề quan trọng nhất sẽ được hai nước đề cập trong cuộc tọa đàm. Vấn đề xung đột hiện tại giữa Israel và cánh quân Hamas. Chắc chắn một điều rằng, hai ông lớn này sẽ chống lưng các nước Hồi giáo, yêu cầu thế giới phải công nhận Palestine là một nước độc lập, có chính quyền độc lập. Quay trở lại với tình hình trên chiến trường, Zelensky hiểu rằng khối truyền thông gần như đã chuyển ống kính máy quay hoàn toàn từ Ukraine sang Israel. Ông thực sự cần phải làm gì đó ngay lúc này. Ông ta phải chứng minh với chính quyền phương Tây, mình là một con gà đẻ trứng vàng, một loại tài sản quý giá vẫn có thể tạo ra giá trị cho phương Tây. Trong đêm qua, Ukraine triển khai tấn công mạnh mẽ vị trí lực lượng Nga tại khu vực lân cận bờ sông Dnieper. Ukraine đăng tải hàng loạt video tấn công vào vị trí lực lượng Nga với UAV FPV, phát hiện và phá hủy hệ thống pháo phòng thủ của Nga, kho chứa đạn dược Nga, xe quân sự Nga, xe vận chuyển Nga, vị trí tập trung lực lượng Nga. Có thể nói là tất cả mọi thứ đặt trong tầm nhìn của loạt UAV đều nằm dưới hỏa lực của Ukraine. Đây không phải động thái phát động chiến dịch đổ bộ, mà chỉ là một phần trong những bước chuẩn bị trước khi triển khai chiến dịch đổ bộ. Tất nhiên, trước mọi chiến dịch tấn công, các bên đều phải có bước chuẩn bị kỹ càng. Ukraine hiện đang tăng cường áp lực quân sự trên lãnh thổ Nga đang chiếm đóng, phá hủy mọi vị trí tập trung lực lượng, mọi khí tài của Nga, tất cả mọi thứ, và chỉ sau đó Ukraine mới có thể triển khai chiến dịch. Ta có thể thấy rõ ràng điểm tương đồng giữa hành động của Ukraine trong thời điểm hiện tại với hành động của Nga tại Avdiivka. Nga triển khai bắn phá phủ đầu một khoảng thời gian, sau đó họ mới triển khai chiến dịch đổ bộ. Không như Nga có hệ thống pháo phòng thủ, tên lửa với hỏa lực khổng lồ, Ukraine chỉ có lợi thế về số lượng UAV tại khu vực này. Có thể thấy, họ đã thay thế hỏa lực từ các hệ thống pháo, tên lửa bằng UAV. Vấn đề là chỉ với UAV thì Ukraine không có cách nào để đánh sập các công trình, phòng tuyến của Nga. Chỉ là một số đòn tấn công nhắm vào các đoàn xe tiếp tế. Trận chiến này chắc chắn sẽ phát triển trở thành ngày đầy đi, phiên bản Nga, Ukraine. Chiến dịch Overlord, cuộc đổ bộ Normandy. Đây là những bước chuẩn bị ban đầu của Ukraine cho đầy đi sắp tới. Có khả năng sắp tới, ta sẽ được chứng kiến Ukraine triển khai sử dụng pháo HIMARS đánh phá loạt vũ khí tầm xa của Nga tại khu vực này. Sau đó, Ukraine sẵn sàng triển khai đổ bộ. Có thể thấy là các đòn tấn công của Ukraine được triển khai ngay trước lãnh thổ Kherson. Đây có thể gọi là một nước đi khôn lỏi đến từ quân đội Ukraine. Trước đó, ta được chứng kiến Ukraine nỗ lực tập trung lực lượng tại Novokakhovka, Lvove, Berislav. Những khu định cư nằm trước Novokakhovka, Kozachi-Lahiri tại bờ Nga, dòng sông Dnieper. Đó đều là những khu định cư với diện tích, lãnh thổ nhỏ hẹp. Ukraine cũng đưa ra thông báo sơ tán đến dân thường tại các khu định cư này trước đó. Nga ném tới tấp nhiều quả bom F-35, F-35 đánh sập hoàn toàn cứ điểm Ukraine tại khu vực nhỏ hẹp này. Ép Ukraine phải thay đổi chiến thuật và Ukraine rõ ràng thích ứng rất nhanh. Họ quyết định tập trung các lữ đoàn hải quân số 35, 36, 37, 38 tại Kherson, một thành phố có quy mô dân số lớn. Như chúng ta đã biết, quân đội Nga không đánh với mục đích diệt chủng, như chúng ta được chứng kiến tại chiến trường Israel, đánh hàng loạt vũ khí hạng nặng lên đầu người dân trên dải Gaza. Nga sẽ không tiến tới bắn phá Kherson vì dân thường tập trung đông tại khu định cư này. Mình nhấn mạnh lại một lần nữa, Nga không phải là tội phạm chiến tranh. Ukraine lợi dụng kẽ hở này, tiến hành tập trung lực lượng tại Kherson. Dựa vào các khu vực Ukraine đánh phủ đầu bằng UAV, ta có thể dự đoán Ukraine sắp tới sẽ đặt 4 mũi tấn công vào vị trí này. Mũi đầu tiên bắt đầu từ cây cầu Antonov, kéo xuống phía nam tại Oleski.
mũi tiến công thứ hai chạy từ Pridiprovske xuống Pichanivka, Poime. Trong khi đó, thời gian trước đó, Ukraine cũng đã thành công đánh chiếm, xây dựng một cứ điểm tại vị trí như trên bản đồ. Quân đội Nga chưa có cách nào để có thể dọn dẹp cứ điểm này. Mũi tấn công thứ ba từ hướng Kherson tới Karasinka. Mũi tấn công cuối cùng là nhắm vào Pitlisne. Đây là bốn mũi tiến công mình dự đoán Ukraine sẽ triển khai trong tương lai gần. Làm gì thì làm, nhưng mà làm bắt buộc phải nhanh. Hoa Kỳ sắp sửa bỏ rơi Ukraine đến nơi rồi. Ukraine bắt buộc phải làm một thứ gì đó đặc biệt, hoặc không sớm thì muộn, họ sẽ phải quỳ hàng trước chân gấu Nga. Nga đăng tải một video phát hiện và phá hủy hệ thống pháo M777 Howitzer của Ukraine tại khu vực lân cận Kherson với UAV làn xét. Không có quá nhiều video Nga đăng tải được định vị trên bản đồ, nhưng nhiều đó là đủ để ta hiểu diễn biến tại khu vực này đang tiến triển theo chiều hướng nào. Tiếp tục đến với chiến trường Zaporizhia, cập nhật mới nhất đến từ cứ điểm phía tây Vebove. Nếu mọi người còn nhớ, có một cuộc giao tranh diễn ra tại vị trí này. Sau đó, Nga đã thành công chiếm được một phần lãnh thổ, tái chiếm quyền kiểm soát các con hào phía tây bắc Vebove. Trong đêm qua, Ukraine đã nỗ lực triển khai tấn công giành lại các con hào với lực lượng tập trung tại vị trí này. Họ tấn công vào vị trí lực lượng Nga với đội quân 2030, nhưng mọi mũi dùi đều bị Nga bẻ gãy. Chắc chắn Ukraine sẽ tiếp tục quay lại với các con hào này trong 1-2 ngày tới. Chiến trường Donetsk cũng ghi nhận một số diễn biến mới. Có ít nhất 3 thông tin quan trọng chúng ta cần bàn luận. Thứ nhất, cập nhật đầu tiên đến từ khu vực phía nam Tonike, Sivene. Suri Yakmap, Deep State Map, cập nhật mới bản đồ. Có thể mọi người cũng đã quen với hai nguồn này rồi. Bản đồ cho thấy cánh rừng tại vị trí này hiện đã thuộc quyền kiểm soát của Nga. Kênh tóm tắt chiến sự chưa từng thu thập bất kỳ video nào xác nhận thông tin về các cuộc giao tranh tại vị trí này kể từ chiến dịch mùa hè. Lần này mình sẽ cập nhật lại bản đồ của mình theo những trang thông tin này. Đây là các trang cập nhật bản đồ của phương Tây. Nhưng tiến triển trên chẳng phù hợp với lợi ích của họ gì cả, nên là lần này mình quyết định tin vào cập nhật của họ. Không phải tiến triển gì mới quá đáng kể, nhưng dù sao thì Nga đã có khả năng tiến công dọc theo cánh rừng tiến tới Tonike, đánh chặn các con đường xung quanh Tonike, Sivene. Lúc đó, giao tranh lớn sẽ nổ ra và hỏa lực chắc chắn sẽ tập trung dọc theo hai cánh rừng như trên bản đồ. Cập nhật đáng chú ý tiếp theo đến từ Nam Avdiivka. Video được đăng tải bởi nguồn tin Ukraine. Chủ video mô tả trên video là hình ảnh UAV FPV thả bom vào vị trí của đội Nga dọc theo đoạn đường ray phía nam Avdiivka. Ta có thể dùng chính video này để xác nhận tiến triển của chiến dịch tấn công Nga triển khai vào ngày 10, 11, 12, 13 tháng 10. Nga đã thành công đánh đuổi hoàn toàn lực lượng Ukraine ra khỏi con đường tại Donetsk, lùi sâu về đoạn đường ray tại khu vực này. Dựa theo các video của Ukraine, ta có thể khẳng định rằng sau nhiều cuộc đụng độ nổ ra ác liệt, sau ngày giao tranh đầu tiên tại Avdiivka, Nga đã thành công chiếm thêm một phần lãnh thổ như mình biểu thị trên bản đồ. Trong video tiếp theo, mình sẽ cập nhật lại bản đồ tại khu vực này. Tại Bakhmut, Ukraine không còn đủ lực lượng để triển khai bất kỳ cuộc tiến công nào nữa. Ukraine đang cố gắng tập trung lực lượng tại đoạn đường ray khu vực lân cận Avdiivka. Động thái này bị Nga cảnh giới ngay lập tức. Trong ngày hôm qua, Nga liên tục triển khai đánh phá vị trí tập trung bộ binh Ukraine sử dụng UAV, FPV. Nhiều kho chứa đạn dược, vị trí tập trung lực lượng Ukraine bị tàn phá nghiêm trọng. Đây là những động thái chuẩn bị tiến công của đoạn đường ray. Có thể sắp tới, chúng ta sẽ thực sự được chứng kiến cuộc đổ bộ. Tại chiến trường Liman, Kupian cũng có nhiều cập nhật mới đáng chú ý. Video đầu tiên được đăng tải tại khu vực lân cận Stepova, Novoselivka và Pichane. Có thể thấy là xe quân sự Ukraine đang triển khai bắn phá lực lượng Nga. Yếu tố quan trọng ta phải để tâm là hướng tấn công của chiếc xe này. Sau khi cố gắng chạy trốn thì chiếc xe quân sự này đã bị phá hủy sau đòn phản công bằng hệ thống pháo phòng thủ Nga. Có thể thấy vụ nổ dưới cây cầu này đến từ chiếc xe mới bị tấn công. Với video này, ta có thể suy ra rằng chiếc xe đã di chuyển dọc theo con đường như trên bản đồ. Sau đó, chiếc xe đã bị tấn công bởi quân đội Nga đâu đó tại vị trí này. Bản thân video chẳng có gì quá đặc biệt, nhưng với nó, ta có thể hiểu được khả năng cao là hôm nay Nga sẽ tái triển khai chiến dịch tấn công vào Ivanivka. Ngay đây thôi, chúng ta chắc chắn sẽ nhận được thông tin mới tại chiến trường này. Có thể Nga đang tiến tới đánh vào tuyến phòng thủ Ukraine, chiếm đóng phần lãnh thổ như trên bản đồ. Để phục vụ cho mục đích này, Nga đã triển khai bắn phá giao lộ giữa các con đường vận chuyển. Vị trí này đang nằm dưới hỏa lực trực tiếp của Nga. Mọi phương tiện di chuyển qua giao lộ này sẽ bắt buộc phải phơi mình trước hỏa lực của Nga, như ta được chứng kiến trong video. Nga đồng thời cũng triển khai hỏa lực bắn phá khu vực phía bắc Sinkivka. Các cột khói bốc lên nghi ngút sau đòn tấn công từ pháo nhiệt áp hạng nặng TOS, hệ thống pháo phòng thủ, thiêu cháy toàn bộ phần lãnh thổ này. Áp lực quân sự được Nga đẩy lên cao trong những ngày gần đây,
Có khả năng sắp tới, ta sẽ thấy được giao tranh nổ ra trực tiếp trong Shinkipka hoặc khu vực phía bắc Shinkipka. Với nỗ lực chuẩn bị tiến công như trên, Nga đảm bảo được an toàn cho con đường tiến công xa hơn về phía nam của họ. Đó là tất cả thông tin cho video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.